Tại Kuala Lumpur, Malaysia, những ngày cuối tháng 8, Đại sứ quán Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh Việt Nam mùng 2 tháng 9. Tại lễ kỷ niệm, Đại sứ Đinh Ngọc Linh đã nêu bật ý nghĩa lịch sử của ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 1945, đồng thời thông tin về những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Dân tộc đã trải qua nhiều đau thương trong chiến tranh, khẳng định vị thế trên trường quốc tế với nền tảng ngoại giao cây tre, biểu tượng cho khả năng thích ứng, thay đổi để phù hợp với mọi hoàn cảnh, trong khi giữ vững nguyên tắc hòa bình, hợp tác và cùng có lợi. Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, Đại sứ quán đã trình chiếu đoạn phim về đất nước, con người và giới thiệu nền văn hóa ẩm thực đặc sắc của Việt Nam đến với kiều bào, bạn bè quốc tế. Tuy đã xa quê 24 năm nhưng tôi vẫn luôn dõi theo tình hình phát triển của đất nước thông qua báo đài và rất hãnh diện khi đất nước đang phát triển mạnh mẽ, sánh vai cùng bạn bè quốc tế. Tôi luôn luôn theo dõi tình hình ở trong nước với rất nhiều tự hào và kỳ vọng. Thì Việt Nam hiện nay đang có rất là nhiều cơ hội phát triển mạnh mẽ và đặc biệt là những thành tựu về kinh tế, đối ngoại trong thời gian qua đã là một minh chứng rất là quan trọng cho thấy rằng là đất nước đang phát triển đúng hướng theo cái đường lối của dẫn dắt của Đảng và Nhà nước. Vừa qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga cũng trang trọng tổ chức lễ mừng 79 năm Quốc khánh ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2024. Đến dự có đại diện chính phủ, quốc hội và các bộ ngành nước sở tại và đông đảo những người bạn quốc tế, các hội đoàn, doanh nghiệp người Việt tại xứ sở Bạch Dương. Nhân dịp này, Đại sứ Đặng Minh Khôi đã điểm lại những thành tựu ngoại giao mà Việt Nam đạt được kể từ ngày tên nước xuất hiện trên bản đồ thế giới 79 năm về trước. Từ một nước thuộc địa nghèo, Việt Nam nay đã là đối tác ngoại giao của 192 quốc gia, thành viên của Liên Hợp Quốc, thành viên có trách nhiệm và có uy tín của cộng đồng quốc tế, tham gia nhiều tổ chức đa phương. Tôi rất mừng vì sự phát triển vượt bậc của Việt Nam, từ một nước xuất khẩu lao động thủ công nay đã thành trung tâm sản xuất công nghiệp ở khu vực. Xin chúc mừng toàn thể nhân dân Việt Nam anh em nhân ngày lễ tuyệt vời này. Việt Nam đã phát triển rất nhanh chóng. Tôi nhìn thấy đất nước các bạn đang tiến những bước dài trên con đường trở thành nền kinh tế số 1 trong khu vực và sẽ còn phát triển mạnh hơn nữa với tiềm năng kinh tế của mình. Tại Brunei, Đại sứ quán Việt Nam tại đây đã tổ chức sớm lễ kỷ niệm 79 năm Quốc khánh ngày 2 tháng 9, ngay từ trung tuần tháng 8. Tại sự kiện, Đại sứ quán vinh dự được đón đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tới tham dự. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của đại diện chính phủ Brunei cùng hơn 100 khách mời. Thay mặt Đại sứ quán, Đại sứ Trần Anh Vũ đã thông tin đến các quan khách những thành tựu chính trị, kinh tế, xã hội của Việt Nam thời gian qua, đồng thời khẳng định những thành quả đó cho thấy chính sách của chính phủ được thực thi hiệu lực hiệu quả. Xu hướng phát triển sang nền kinh tế số, kinh tế xanh đang cho thấy những điểm tương đồng và lợi thế của Việt Nam trong xu thế chung của khu vực và thế giới. Đại sứ khẳng định Việt Nam rất coi trọng tình hữu nghị và hợp tác với các nước ASEAN, trong đó có quan hệ đối tác toàn diện với Brunei Darussalam. Cũng trong những ngày tháng lịch sử này, các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại các nước trên thế giới đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm Quốc khánh mùng 2 tháng 9 trang trọng ý nghĩa. Đây là dịp để chúng ta quảng bá hình ảnh đất nước, con người và ngợi ca những thành tựu phát triển kinh tế xã hội, ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam.